Chào khán giả của Việt Vision, chào các bạn trên diễn đàn. Chào khán giả của Việt Vision, tôi có một cái tin tức mới là tên phản động nổi tiếng ở Thái Bình, bị cáo là Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964. Thằng này là hoạt động từ năm 1999 à 97 1997 hoạt động năm 2010 đến năm 2018, là nó hoạt động từ rải tuyển đơn từ Hải Phòng về Hà Nội. Thằng này là nghe một số ở hải ngoại là xúi dục cho là đi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi nói mọi người nghe này, cái ngu của nó là gì này, cái khi mà đang hoạt động đấy thì nó kêu gọi cho lên hoạt động, nó kêu gọi cho để bùng nổ chiến tranh, bùng nổ những các cái sự việc vô căn cứ, vô oan cho chính quyền, ăn không đặt thừa, rải tiền đơn. Nó đi từ Hải Phòng về Hà Nội vào đến miền Nam. Cái thằng bị cáo Nguyễn Văn Túc này là Tòa án Nhân dân Thái Bình, hình dung như tới đây là xét xử nó. Cái khi ở ngoài xã hội ấy, thì là hắn rống họng, rống cổ lên, hắn gào la hét các khẩu hiệu băng rôn, rồi là nó làm rất là kịch liệt, nó làm như cái kiểu mà chiến tranh lật đổ ngày mai đến nơi rồi, nó làm đến mức độ như thế. Nó coi thường pháp luật vì nó dựa vào ai? Nó dựa vào những cái thằng mà quả đen quả trắng, rồi là những cái thằng mà bưng bô cho Mỹ ở hải ngoại đấy, nó dựa vào mấy cái thằng đấy, cho nên nó đủ bản lĩnh nên to tiếng lên lời. Đến khi mà bị bắt rồi á, là khóc mếu hối hận. Mà cái thằng này có phải đây bây giờ bị bắt đâu, bị bắt mấy lần rồi. Bị bắt một lần là năm 2000, ngày 16 tháng 8 năm 2000, năm 19, năm đã bị ngày 9 tháng 9 năm 97 đấy là bị bắt. Nhưng khi mãn hạn tù thì ra tù này, nồi nào là cái gì đấy, ngựa lại quen đường cũ, lại đi vào con đường đó lại như thế, lại ngựa quen đường cũ, lại ngựa quen đường cũ, lại hoạt động. Là cái vừa rồi đây là nó vào cái vụ ở Bình Thuận ấy. Vào Bình Thuận nó nói là biểu tình ôn hòa, yêu nước yêu dân, mà nó yêu là nó lĩnh cái đồng tiền đấy, một khi là lĩnh là 24 USD, 25.000 USD đổi ra tiền Việt Nam được là 114 triệu. Là nó nói ai, người bộ công an người ta điều tra hỏi nó là ai gửi cho nó, thì nó bảo là Nguyễn Văn Đài rồi vân vân ABC, nó người gửi cho nó ở hải ngoại, bà con đóng góp ở hải ngoại. Nhưng bà con nào đóng góp ở hải ngoại toàn cũng là cái bọn đầu trộm đuôi cướp, những cái thằng mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại gửi tiền về cho nó. Nhưng khi mà đang ở ngoài tù đấy thì nó kích động chưa, đi biểu tình, đi chống phá. Đến khi vào tù rồi là anh bỏ rơi rồi, rồi khi vào tù là nhiều bệnh lắm, nào là áp huyết cao này, nào là gan này, rồi thận này, tim này, rồi là nó hối hận này, cái bọn này, này là hắn rất là nhiều bệnh. Cho nên tôi á, theo như tôi mà nói, như nước ngoài đấy, là cái bọn này là người ta chỉ có tử hình chứ không có ai người ta minh oan minh ức hết đấy. Cho nên là đề nghị pháp luật Việt Nam mình ấy, là phải mạnh tay, giống như anh Trỗi ngày xưa đấy, anh Trỗi đấy ngày xưa mà định giết cái thằng mà Mark Rambara đấy mà chưa giết được, mà anh đã bị bắt. Anh bị bắt rồi là bị cái bọn mà Việt Nam Cộng Hòa này, cái bọn mà chống cộng này này,
giết anh á, giết anh á, giết anh á, rồi là đến để cho đến bây giờ ấy, bây giờ thì là mình người Việt Nam mình lại bắt được cái bọn phản động này, lại lại chỉ cho đi tù 15 đến 20 năm này, vào trong tù lại cho nó ăn cơm, hắn béo như con trâu ấy, như con súc vật đấy. Nhưng mà những như Việt Nam mình cũng học như ở bên Mỹ kìa, cái bọn phản động này này mà đi tù lên phải kêu người nhà ăn mang cơm đến cho nó ăn, còn đừng có cho nó ăn cơm của chó, cái nó ăn cái phần cơm của chó thì chó lại không có cơm ăn, lại phải đi ăn cơm thừa. Cho nên tốt nhất ấy, bắt được những cái thằng mà phản quốc phản động này này là phải cho nó gia đình nó tự nuôi, nó nuôi mang vào được ăn mà không mang vào thì nhịn, còn cái cơm của chó trong tù thì chớ không có cho nó ăn, chó nó ăn nó béo rồi, rồi khi mà trả nó hết hạn nó về nữa, rồi nó ngựa lại quen đường cũ. Tao hỏi chúng mày đã làm được cái gì cho đất nước? Chúng mày sinh năm 1964, khi đó là giải giải phóng miền Nam. Chúng mày làm được cái gì? Chúng mày biết cái gì về ngụy quân, ngụy quyền? Chúng mày biết cái gì về chiến tranh? Chúng mày biết cái gì cái người Việt Nam chúng ta phải đau khổ, những cái người ta hy sinh, người ta nằm xuống? Mày chúng nó nói là biểu tình ôn hòa, nhưng mà khi mà vào trong đi đến những các cái nơi biểu tình là chúng mày đập phá công ty, đập phá cảnh sát, thì đập phá đốt sạch giết sạch chúng mày, đó đó là biểu tình của chúng mày đấy hả? Mà Việt Nam ai đề nghị ra cái biểu tình? Việt Nam có đề nghị ra biểu tình đâu, đúng không? Việt Nam không đề nghị, đấy là ông Trương Quốc Trung đấy, ông nó kêu gọi cho người dân biểu tình nhưng chính phủ người ta đã chấp nhận đâu. Mà chúng mày biểu tình là trái pháp luật, mấy khi bị bắt rồi thì phải cho chúng mày như nào, phải để cho chúng mày là tự tự nuôi lấy thân, chứ không có vào đây ăn cơm thay của chó được. Rồi đến khi mà chưa bị bắt đây là anh hùng lắm, anh hùng giết sạch đốt sạch đập phá, coi thường cảnh sát, coi thường pháp luật. Nhưng mà khi mà vào tù rồi ấy, đây là bệnh nó đã nổi ra, cái khi là bệnh này, bệnh tim, rồi bệnh gan, bệnh phổi, rồi là bệnh có bệnh gì là bệnh bệnh tiền, bệnh tiền không thấy kêu. Cái bệnh của chúng mày là cái khi đó thì hỏi rằng là cái khi mà chúng mày chưa bị bắt đấy, chúng mày to tiếng lắm, mà chúng mày phải anh hùng như ở ngoài vào trong tù ấy, làm sao mà trong tù được vậy, chứ phải cho nó ăn cơm để cho người nhà nó mang đến nuôi, để cho người nhà nó nuôi nó, chứ để chứ mình cứ cho nó ăn cơm của chó rồi đến khi ăn mất hết cả phần cơm của chó rồi nó nuôi nó béo tròn béo trục, rồi đến khi nó về là ngựa quen đường cũ. Cái bọn này nó không chừa đâu, mà cái bọn này là cứ phải mang nó tử hình đó. Cái khi mà kêu van kêu la thì anh hùng lắm, to tiếng lớn lời lắm, anh hùng lắm, nhưng mà khi vào tù chẳng chó nào nhìn. Cái ngu của chúng mày nó kiểu đấy đấy. Cho nên là cái bọn ở hải ngoại đấy là nó dùng người ngu làm giàu người khôn. Bởi làm sao mà nó dùng người ngu làm giàu người khôn? Bởi vì nó kêu gọi ở bên ấy, đóng tiền cho chúng mày đấy, được 5 ngàn, 10 ngàn, nó đưa cho chúng mày 2 ngàn đô thôi, là chúng mày nhắc lừng cẩn nữa rồi. Nhưng mà đến khi mà vào trong tù đấy, chẳng chó nào nhìn chúng mày. Nó cũng chẳng qua là đánh mổ vỏ chuông để nó kiếm ăn thôi, chứ yêu nước cái con mẹ gì. Chúng mày cũng thế, chúng mày cũng chẳng có đâu mà yêu nước đâu. Chúng mày chẳng qua cũng chỉ là kiếm kiếm miếng ăn ấy, lười lao động, lười vặt thịt đi làm, lười lao động, cho nên chúng mày đi làm như thế. Kể cả những các cái con già già rồi, hai thứ tóc lên đầu, ông già bà già, lấp ló miệng lỗ, phải sống cho đàng hoàng, sống để cho người đời người ta căm phục, người ta tin tưởng chúng mày. Chúng mày già hai thứ tóc lên đầu rồi, chúng mày đi biểu tình rồi là làm loạn. Bây giờ ở đây tới đây là xử cái thằng Nguyễn Văn Túc đó, nó mày cùng họ với tao đấy, cũng họ Nguyễn, cùng họ với tao đấy. Nhưng mà cái họ nhà tao người ta là cái họ Nguyễn, là cái họ anh hùng, chứ không có cái họ họ bát nước như mày. Mày chắc là thằng cha con đĩ mẹ mày đấy, là nó thụ tinh hắn đi, thằng cha mày nó không đủ sức, nên mẹ mày phải phải đi ngoại tình, đi nô lệ tình dục cho cái bọn mà xâm lược đấy, với sinh ra cái loại của chúng mày là nghiệp súc, vì chúng mày mới đi làm những cái đồ phản quốc. Chứ cái hộ Nguyễn chúng tao đâu phải cái thế,
đúng không? Cho nên tao nói cho mày biết này, ở trên đời này ấy, không có ai người ta để chấp nhận được những cái kẻ mà tay sai chưa giặt. Tao là cái con người phụ nữ thôi mà tao rất căm thù, tao rất bức xúc với chúng mày, hiểu chưa? Tới đây là xử cái phiên tòa là xử cái thằng Nguyễn Văn Túc, người ở Thái Bình, ở xã Đông La, huyện Thái Bình. Khi ra ngoài đường ấy thì biểu tình kêu hô hào anh hùng lắm, nhưng mà khi mà vào tù chẳng có chó nào nhìn, ngồi vinh mỏ trong đó rồi sinh ra bệnh. Tôi là bệnh tim, có đủ sức không? Rồi giống như cái thằng Huy Hà Vũ đấy, béo như con sâu ấy, nhưng mà ở ngoài đời là nó nói là con vợ nó là luật sư, mà luật sư Cavea, mà nó nói là chồng tôi bị bệnh tim, cộng sản nó chặt mất một tay rồi, bây giờ còn có một tay thôi, phải cứu anh nó ra ngoài. Kể cả như thằng Điếu Cày cũng nói như thế. Cho nên là cái bọn chúng mày ấy, là cái bọn vô oan giáo hóa. Cho nên cái bọn này là cái bọn mà nhằm là đối với người dân này, không có thương tiếc chúng nó. Một là tù trung thân, mà hai là tử hình. Nó lật đổ chính quyền nhân dân, nó phá hại biết bao nhiêu là tài sản của đời nhân dân, để cho nó làm gì? Ngày xưa anh trỗi đấy, anh đã định giết cái thằng Mark Pamera mà anh chưa giết được, giết cái thằng xâm lược mà bị cái bọn ngụy quân ngụy quyền này nó bắt rồi nó giết chết anh ấy. Thì ngày nay mình cũng phải học theo cái nết của nó chứ, mình đừng có hiền với giặc, mình đừng có thương giặc, mình đừng có tha thứ cho giặc. Mà cái bọn này không thể tha thứ được, mà cũng không, nó cũng không bao giờ mà nó từ bỏ, không bao giờ tẩy não được. Ngựa nó sẽ quen đường cũ, nó không chịu lao động đâu. Bởi vì như nào, nó có một cái danh sách như thế này này: tên tôi là Nguyễn Văn Túc, sinh ngày tháng năm bao nhiêu, ở Thái Bình, số điện thoại. Thì là chứ hàng tháng ấy là người ta gửi tiền về cho nó, thì là nó đi biểu tình, nó đã đăng ký theo cái bọn đó rồi thì nó đâu phải người Việt Nam mình nữa, giữ nó làm gì? Người ta giữ người tốt không ai giữ người xấu, người xấu cần phải hủy hoại, phải tiêu diệt. Mà cái bọn này phải tiêu diệt càng sớm càng tốt, không nên để trong cái xã hội Việt Nam mình, việc để cái bọn này là gây họa. Nên á, theo như tôi ấy, là đề nghị chính quyền bên cơ quan chức năng Việt Nam mình ấy, là phải mạnh tay. Không mạnh tay không được. Thứ nhất là an ninh mạng càng mạnh càng tốt. Cái thứ hai nữa mạnh cái người, những cái đứa nào mà chế bán cái văn hóa Việt Nam là một này, hai nữa là chế bán về cái xã hội, cái chế độ này này, chế bán chửi Bác Hồ này, là mình phải biến chửi Bác Hồ lẫn chửi cả cái dân tộc Việt Nam mình nữa. Coi thường Bác Hồ. Bác Hồ là người Việt Nam mình, không có bác, không có bác làm sao có cái ngày bình an như thế này. Mà nó chế thì mình phải cho nó đi Tây luôn, đi cho nó lên bàn thờ ngồi đi, chứ không có nương tay. Bởi mình phải làm mạnh như bên Mỹ kìa. Muốn có đất nước bình yên, muốn có đất nước thái bình, muốn có một cái đất nước phát triển, là phải tiêu diệt hết giặc trong, phải đánh giặc ngoài. Cho nên bây giờ nó ra tòa là nó nói là nó bệnh tim. Cái thằng Nguyễn Văn Túc này này, nó nói là bệnh tim, rồi là bệnh gan, có bệnh đi ỉa, đi đái nữa không? Nó bịa ra một cái bệnh, nhưng mà cái bệnh của mày cũng vô tác dụng thôi. Bởi vì này, những cái thằng mà nó đi theo mày đấy, nó chúi mày đấy, như thằng Thái, rồi là thằng Quốc Huy, rồi là con Lisa, ông Lisa Phạm, rồi thằng Đào Minh Quân ấy, nó xúi xúc mày, rồi con Emily đấy, nó xúi xúc mày đấy, là nó mày vào tù là nó thả mày luôn, nó bỏ luôn. Vì nó bây giờ nó lừa bên nước ngoài, nó không lừa được nữa, nó lừa được ít lắm, nó không thả về cho chúng mày, cho nên nó phải bỏ. Nó bỏ mày, nó lại đi kiếm đứa khác, cứ thế thôi. Chứ còn bây giờ tao nói cho chúng mày biết chứ, cái đất nước này này từ bao nhiêu ngàn năm rồi, chúng mày lật nổi không nổi đâu, lật đổ không nổi đâu. Bởi vì chúng mày không đủ tư cách lật được. Vì cái con người của chúng mày chỉ có tiền, chúng mày chỉ có tiền thôi. Chúng mày ngoài ra chúng mày không có ham muốn một cái gì. Chúng mày không ham muốn địa vị, mà chúng mày cũng không ham muốn đất nước, mà chúng mày chỉ có tiền. Bởi vì chúng mày lười lao động.
Bác Hồ đã nói rồi, có làm mới có ăn, không chưng ai để đem phần cho ta. Nhưng mà chúng mày lười lao động thì chúng mày đi vào con đường này là chúng mày phải vào tù. Vào tù thì cả đời cả kiếp này chúng mày không bao giờ mà minh oan được, mà không bao giờ mà rửa tội được. Đó. Nó cái thằng Túc này này nó còn ra tận Hải Phòng đấy, nó rải tiền đơn. Năm 1997 là bị bắt rồi, bị bắt rồi, mãn hạn tù rồi. Là quản chế 3 năm ở nhà rồi, đến khi về nhà nó đâu nó ngựa quen đường cũ, ở đâu nó lại vào đó. Vào đó thì bây giờ là nó vào cái vụ là ở Bình Thuận rồi lại bị bắt. Rồi lại bị bắt. Nhưng mà lại bị đồng bọn của nó là Lisa Trần Vũ đấy là bỏ. Lisa Trần Vũ bỏ rơi, đồng đội bỏ rơi. Mà cái đồng đội này là đồng đội tiền bạc ấy. Chỉ có bọn này nó chỉ có tiền bạc thôi, chứ còn nó ngoài tiền bạc nó không có thít một cái gì. Nhưng tao nói để cho chúng mày biết này, chúng mày rất là ngu. Ngu là người ta dùng người ngu làm giàu người khôn, là cái bọn mà ở bên Mỹ đấy, nó dùng chúng mày là người ngu để làm giàu cho nó. Mày chứ được cái gì? Những cái thằng cầm đầu chúng mày là ăn mua nhà to cửa rộng, giống như thằng Thục, thằng Nam, thằng Nguyễn Thái Hợp đó. Nó là cái thằng cầm đầu. Thằng Nam bị đuổi thì là sau là ô đi ra khỏi cái xứ Nghệ An đấy, là ôm 3 tỷ bạc để đi. Còn thằng Thục thì xây một cái nhà thượng thượng ở cả Nghệ An, không có ai bằng nó, một cái con nhà biệt thự. Thằng Thục nó làm cái gì ra tiền nó xây cái căn nhà đó, thì nó dùng những cái con chim ngu của nó đấy đi biểu tình cho nó. Nhưng mà cái khi mà mưa lũ ấy, nước cuốn trôi người đấy, không kêu cái bọn hải ngoại nó về nó cứu, có kêu đâu, mày có kêu được ai cứu giúp mày đâu. Rồi lại kêu được gọi cho cảnh sát, gọi cho ủy ban nhân dân xã đến cứu chúng mày. Mày đưa chúng mày ra nói đấy thì chúng mày lại bảo là chúng tôi hồ đồ, chúng tôi không biết, nên là chúng tôi như thế. Nhưng mà chúng mày không phải là chúng mày không biết, mà cái bọn này là cái bọn cố tình, nó thừa biết nhưng nó cố tình giả vờ không biết pháp luật Việt Nam, rồi là giả vờ là nghe người ta xúi giục. Cái thằng Túc này là cái thằng nổi tiếng về là phản động, nó là nổi tiếng, nó không phải chuyện đơn giản đâu. Thằng cầm đầu kêu gọi biểu tình dân chủ dân oan. Cái bọn này mà không tử hình thì không bao giờ nó cái đất nước Việt Nam mình nó sạch. Mà nó tuyên truyền mà cái trẻ con ngày nay là lười làm, bố mẹ lo cho hết rồi, lười làm ăn chơi. Mà rồi hắn đi mà hắn ra ngoài đường mà hắn nghe cái bọn này rốt vào óc nó là nó sẽ quen, là đất nước Việt Nam mình lại càng loạn. Cho nên cái bọn này là phải tiêu diệt, phải tiêu hủy chúng nó, cho nó ra khỏi cái cuộc sống của xã hội. Mà không thì cho nó chung thân, chứ không để nó ở gần xã hội được. Muốn có đất nước phát triển, muốn có một cái đất nước bình yên là phải tiêu diệt hết cái bọn giặc này. Chứ không có nay là nó chống đối mình cho thu thuê đất này, mai là nó chống đối mình dạy học cái ngôn ngữ này, bữa kia là nó chống đối chính phủ là cho thuê đất mà, rồi rồi bán đất, rồi là thế nọ kia, là cái miệng lưỡi không chương nhiều điều lắt léo này, nó lắt nhiều 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 chuyện lắm. Cho nên là cái nước người nước ngoài đấy là người ta mạnh, an ninh người ta rất là mạnh, cho nên là cái bọn mà phản động là không dám nhúc nhích. Nhưng Việt Nam mình là nhân nhượng quá trớn. Mà cái nước Việt Nam mình ấy mà nhân nhượng ấy là côn đồ càng ngày càng nhiều, coi thường pháp luật chứ dựa vào nhân quyền. Mà Việt Nam mình cần gì phải ký cái nhân quyền đó, không ký nhân quyền thì Việt Nam mình vẫn có nhân quyền, cần gì phải ký. Nhưng ông Trùm đấy, ông lên làm cái là bắt đầu ông cắt, ông là rút cái đòi nhân quyền về ngay. Mày mà chống đối lại tao tao bắn bỏ mẹ mày. Nước lớn người ta làm được, mình nước bé mình cũng theo người ta mà làm, kính nể gì. Bởi vì là thằng Mỹ đấy nó bị một cái tát nhục nhã rồi, nó không bao giờ nó nghe cái bọn ba que này nữa đâu. Mà nó là nó muốn trục xuất hết cái bọn ba que này cút khỏi nước nó. Cái Việt Nam mình là chưa chấp nhận, Việt Nam mình không thể chấp nhận được.
cái thứ rác rưởi, cái thứ rác rưởi chấp nhận về Việt Nam về đổ đâu, trốn sống à, làm cái gì bọn này, về gây gây rối trong cái xã hội này về làm gì. Cho nên á, cái thằng Túc này bây giờ ra tòa đấy, là kêu yêu tim, không biết là có dự được phiên tòa hay không, nhưng mà đem mổ mẹ tim mà nó ra lắp cái tim lợn vào đó. Vì cái bọn này là không cần phải tim, em biết là cái chiến tranh Việt Nam là cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, cái bọn chống, cái bọn ngụy quân ngụy quyền ấy là nó ác ôn lắm, nó giết người dân, chiến tranh bom đạn như thế nó biết. Và bây giờ nó chỉ cố tình nó gây, nó gây để nó gây chiến tranh, gây chiến tranh, gây bạo loạn. Các mày sinh năm 64 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Mày biết là chiến tranh chứ. Năm 64 là mày khi đó mày 9, 10 tuổi rồi, mày biết chiến tranh chứ. Cái thằng Túc này nè. Mà tại sao mà mày lại còn đâm đầu, đâm mặt vào, đi theo, đi nghe những các cái bọn đó. Mày biết là ở Việt Nam là một cái đất nước cả thế giới người ta công nhận. Mà mày lại còn đâm đầu, mày nghe nó, mày đi tù, rồi mày đi ăn cứt cho nó đi, mày ngu. Mày chỉ hơn con chó mà đôi đũa. Mày có hơn ai được cái gì đâu. Bởi vì này, cái thứ mà đi nghe người ta mà đi chống phá đấy, một cái đất nước người ta đang mỉ mà đi nghe người ta chống phá đấy, thì chúng mày hơn con chó mà đôi đũa. Vì chỉ có người ngu mới làm đi theo những cái như thế, chứ còn chẳng có ai. Tao nói cho chúng mày biết này, mạnh nhất giống như cái thằng Hoàng Khơ Minh đấy, nó còn mang quân về tận Việt Nam, Đông Tiến 1, Đông Tiến 2 đấy, cái năm 81, 82 đấy, mà còn bị an ninh Việt Nam mình đấy, nó bắn chết tại ở Thái Lan. Những các cái thằng đấy là bắt sống hết, thế giỏi lắm. Nên các nước trên thế giới người ta còn kính nể Việt Nam về an ninh Việt Nam. Chúng mày chỉ dựa vào là cho thuê đất này, rồi tham nhũng này, rồi đi ra đi chống phá bô lao vô tuyết, yêu cây xanh yêu cá, chúng mày cởi trần này, rồi là yêu cá mà lũ lụt này, cá nó chết, cây xanh nó đổ, chẳng thấy đứa đéo nào ra. Yêu nước, yêu người, yêu dân. Mà lũ bão thế này này, nó chết bao nhiêu là người, cá chết rồi là cây đổ, chẳng thấy chúng mày đâu cả. Thế mà chúng mày cứ la là chúng mày yêu cây, yêu nước, yêu cá, yêu cái gì? Yêu cái năm đời 10 tuổi như chúng mày ấy, yêu cái gì? Chúng mày yêu là yêu đô la, chúng mày nhằm lật đổ cái chính quyền này. Chúng mày rèo khóc để chúng mày lấy cái danh nổi tiếng để chúng mày kiếm đồng tiền. Thằng nào to mồm, to tiếng thì được nhiều tiền. Cho nên là chúng mày mới chống phá như thế. Nhưng mà tao nói để cho chúng mày biết này, an ninh Việt Nam nó rất là chặt. Cho dù chúng mày đi biểu tình, chúng mày không biết người ta, nhưng người ta biết hết chúng mày ở đâu, ai ở chỗ nào, người ta biết hết. Người ta biết hết, có cái là bắt chúng mày ngày nào hay chưa bắt thôi. Hiểu chưa? Nhà tù bây giờ đấy là may quần áo số 1, số 2, số 3, số 4, đến số 2000 nhiều lắm. Để xem chúng mày vào nhận cái bảng số nào, rồi nhận những cái bảng số nào, rồi để xem là có cái thằng nào nó về nó tài trợ cho chúng mày không. Đấy như thằng Vũ Quang Thuận này kia, thằng Đào Minh Quân nó đặt cho một cái tên là chủ tịch Vũ Quang Thuận, chủ tịch thủ tướng chứ, thủ tướng Vũ Quang Thuận. Chà ơi, được mấy ngày người ta để cho chúng mày nói mãi, diễn mãi, diễn hề, diễn kịch, diễn tuồng, khiến cho chán đi. Rồi đến khi là bị bắt vào trong tù đó, chẳng có chỗ nào nó nhìn. Như thằng Vũ Công Thuận, có ai mang cơm như đâu, vợ ông bỏ, mẹ ông bỏ, chẳng có ai mang cơm cả. Mà những cái bọn mà xúi nó cũng chẳng có ai mang cơm cả, chẳng có ai cho hậu nào. May mà ở trong tù đấy, người ta có cơm của nuôi chó đấy, là nó người ta có cho ăn, bớt cái cơm của chó đi cho nó ăn, chứ không có chết ở trong tù này. Tao không hiểu chúng mày là như thế nào có học, mà cái ý thức của chúng mày nó ngu dốt thế. Ngày xưa đấy, năm 45 đấy, không quan có học, nhưng mà người dân người ta rất là khôn, người ta biết bảo vệ cái đất nước này. Mà ngày nay chúng mày là con một chữ rồi, mà chúng mày lại đi nghe những cái thằng lưu vong chống cộng.
để đưa chúng mày vào tù. Mỗi một đứa là nó treo cho chúng mày 10 năm, 20 năm tù. Mỗi một đứa là nó treo đằng sau đít chúng mày đấy, 15, 20 năm tù. Còn lên chứ lên mạng đây là đòi dân chủ nhân quyền, Việt Nam còn chưa đụng nhân chủ nhân quyền à? Hay sao phải xuống đường, phải biểu tình? Ở Việt Nam ấy là cái đất nước cộng sản, ai có khúc mắc gì thì ra nhà văn hóa, ủy ban nhân dân xã để giải quyết. Ở đó có ngành bộ ban chức năng người ta giải quyết. Còn chưa đến lượt chúng mày phải xuống đường, Việt Nam không có luật biểu tình. Chúng mày nghe một cái ông, cái thằng đà, thằng Trương Quốc Trung đấy, nó kêu gọi là thằng Trương Quốc Trung là bè vai sát cánh với chúng mày mà. Bởi vì là cái hắn chuyên môn gọi điện cho ông Quang A, chuyên môn gọi điện cho nó á, đồng đội mà, cho nên là hắn lọt được cái vòng, lọt vào cái chỗ cái gì đó, nó lọt vào trong trong vòng trong chung kết ở trong đó. Nhưng mà tại nó được quan tâm chặt lắm, cũng không làm gì được đâu, cũng để cái mộ cái mạ cho người dân người ta chửi rước nó trên mạng thôi. Mày cứ tưởng đâu là Việt Nam dễ lật đổ lắm mà. Rồi có thằng là lên trên mạng nói là Việt Nam bây giờ là trước chỗ nào có tượng ảnh Bác Hồ hay là tượng là lắp camera. Việt Nam người ta đâu, bây giờ ở chỗ nào người ta chả lắp camera. Người ta an ninh quốc tế mà, an ninh mà, chỗ nào người ta chả thời đại tiến lên người ta phải văn minh chứ, cần gì phải ra đường. Người ta có camera giám sát rồi, ở phản động ở đâu, giặc ở đâu là bắt được ngay thôi. Mày cứ tưởng đâu là chúng mày ra đường rồi chúng mày muốn làm trời làm đất gì làm. Cho nên là tôi rất mong là các cơ quan chức năng phải mạnh tay, mà nhất là những các anh tham gia các anh cảnh sát giao thông ấy, là phải đi học lý, phải học đi học lý luận để mà chống lại cái bọn mà phản động mà hắn chưa đi tham gia giao thông rồi hắn gây cản trở rồi hắn chửi bới đó. Chỉ có bọn phản động nó với to tiếng lớn lời rồi là hắn quay camera để nó bán cho cái bọn hải ngoại kiếm tiền, chứ người dân Việt Nam người ta không có thế. Cái bọn phản động là thường thường nó thế đi giám sát này, nó nói là hắn là người dân nó đi giám sát, nó có nấp cái bóng là người dân Việt Nam mình, bắt đầu hắn nói là hắn người dân hắn đi giám sát. Nhưng mà chúng mày à, tao nói để cho chúng mày biết này, cái thằng Nguyễn Văn Tích, chúng mày có cựa lắm thì gãy xương gãy thịt chúng mày thôi, chứ cái bọn hải ngoại nó không có đi, nó không có gãy thay chúng mày đâu. Tao nói cho chúng mày biết mà là khổ vợ khổ con chúng mày. Thời gian mặn đời con khác nước, con chúng mày mà đi ra trường hay đi học đấy là bị người đời người ta nguyền rủa, bố mày là phản động bị bắt đi tù bao nhiêu lần rồi, đẹp tốt cái gì gia đình nhà mày, chửi cho nhuốc cho nên ấy nhục nhã cái thứ bao que của chúng mày. Ở Thái Bình là một cái nơi là anh hùng rất là nhiều, mà tại sao lại mọc ra cái thằng thuốc vật này, mày chưa ăn đủ bom đạn của thằng Mỹ, bây giờ đang muốn gây náo loạn để đưa Mỹ về nhỉ? Mỹ nó tin tưởng chúng mày bao nhiêu? Mỹ bây giờ nó tin tưởng cộng sản, nó không tin tưởng chúng mày đâu, bởi vì chúng mày chưa đủ tuổi để nó tin tưởng. Cái ngu dốt của chúng mày, thằng Mỹ nó đã nói rồi, trình độ kém, nhận thức kém, ngu xuẩn, dốt, cái bọn ngụy quân ngụy quyền, cho nên phải thua trận. Cộng sản nó gầy nhỏ nhưng nó khôn ngoan, anh hùng mãnh liệt, nó thắng. Cho nên chúng mày, tao nói thì cho chúng mày biết, gieo cái gì thì gặp cái đó. Tao nói với cái thằng Trúc này, tao nói thật ngoài đời mà tao gặp mày thì mày ăn đủ đòn. Mẹ chúng mày, mày vào bây giờ bắt rồi ra đi
ở trong tù để chúng mày giả bệnh, giả ốm, giả bệnh tật để chúng mày dựa vào những cái khoan hồng của nhà nước để chúng mày nói là ăn năn hối hận hối cãi. Chúng mày chẳng có hối đâu. Mày đi tù bao nhiêu lần rồi? Cái thằng Trúc này này, Nguyễn Văn Trúc, người ở Thái Bình, ngày mai ngày mốt này là chuẩn bị lên phiên tòa xét xử cái vụ Bình Thuận, xét nó bao nhiêu lần rồi chứ phải bây giờ mới bắt, nó bắt bao nhiêu lần rồi. Nó cũng nói là nó dại dột, nó nghe người ta bây giờ nó hối hận khoan hồng cho nó rồi, khoan mấy lần rồi, nhưng mà ngựa quen đường cũ. Cái bọn này là chứ phải tử hình chứ còn không có để chúng nó được. Càng để chúng nó là nó càng gây họa, mà nó gây là nó gây cho những cái người mà có quyền có chức, chứ những cái người dân cu đen thì nó lại không gây. Những người dân cu đen ấy thì người ta có biết cái gì đâu mà nó gây thử với người ta, mà nó phá là nó phá tài sản của nhân dân. Bởi vì là ủy ban nhân dân xã phường các nơi là toàn người dân, người ta đóng tiền vào để làm đất nước cộng sản, là dân và quân đều là tham gia đóng góp xây dựng, chứ đâu có giống như cái tư bản nó đi ăn cướp của người ta, đi xâm lược người ta. Ăn cướp của người ta thì nó mới có, chứ Việt Nam mình có đi ăn cướp xâm lược của ai đâu có, đúng không? Việt Nam mình là Nhật này, Pháp này, Tàu này, các nước Mỹ này, Ngụy này, bao nhiêu lần là nó xâm lược của Việt Nam mình, ăn róc hết tỷ hết xương của người dân này có đâu. Cho nên là mình phải, cái bọn phản quốc này này, cái bọn khủng bố này phải tử hình chứ không có để, đừng có để làm cái gì. Cái bọn này nó không bao giờ nó chừa đâu. Thằng Nguyễn Văn Túc này có phải lần này lần đi tù đầu tiên không? Lần trước nó đi tù đấy thì nó không có cái bệnh gì cả, mãn hạn tù rồi, bây giờ ra lại vấp vào cái vụ Bình Thuận, ngựa quen đường cũ mà, không có bao giờ nó chừa đâu. Nhưng mà bây giờ vào trong đó lại bị tất cả anh em đồng đội bỏ rơi, thành ra là công cốc chẳng có ai nhìn ngó cả. Cái bọn này nó không phải sống về lý tưởng mà nó cũng chẳng có yêu nước gì, nó yêu đồng tiền, nó lười lao động, nó đi làm như này để lừa đảo được kiếm tiền ăn, nói chung là như vậy. Mà anh khi bị bắt đạo là khóc mếu này, nước mắt dài hơn người này, rồi là bệnh tật này nó bịa ra để nói. Mà tôi rất bức xúc với bọn này. Nếu mà như được mà chính phủ chính quyền ấy, mà để cho người dân người ta xử cái bọn này, người dân nó đập chết, đập như bọn mấy cái bọn ăn cắp chó. Bọn này muốn cho có một cái đất nước bình yên, muốn có đất nước, một cái đất nước không chiến tranh phát triển ấm no hạnh phúc thì phải tiêu diệt hết cái bọn giặc này. Chúng nó không bao giờ nó chừa đâu, mà nó không bao giờ nó thay đổi. Thằng Nguyễn, bởi vì là tôi nghe trên cái kênh của cảnh sát đấy, người ta công bố là chuẩn bị đi xử với thằng này, cho nên tôi không nhớ, tôi phải ghi vào. Cái thằng Nguyễn Văn Túc này và Nguyễn Văn Đài, thằng Nguyễn Văn Đài là gửi tiền cho nó đã nhận được là 25 đô, 25.000 đô, thì đổi ra tiền Việt Nam là 114 triệu. Mà anh lấy cái tiền đấy chi phí để cho những cái người mà dân chủ dân oan, chứ mỗi người 200 300 cái biểu tình thì chống phá. Nó nhận được tiền của cái bọn Việt Tân này là nó là khủng bố rồi, thì tử hình nó đi chứ để làm gì. Chứ để nó trong tù thì mình thì phải cho nó ăn cơm, để ăn mất cả phần cơm chó đi, nó cơm chó, con chó nó trong nhà cho mình, nó trung thành thì lại lấy cơm của nó cho đi nuôi giặc. Cái bọn nó bây giờ mình phải nói nó là giặc chứ không phải là người. Càng tử hình càng sớm càng tốt, không nên để cái bọn này. Mấy cái thằng mà mang bom mang đạn đi nổ đấy cũng thế, tử hình hết. Không thử hình cái bọn này là nó không bao giờ nó chừa đâu, nó ra tù mãn hạn tù ở đâu nó lại thế đấy. Ngựa quen đường cũ, to tiếng lớn lời giống như thằng Vũ Quang Thuận đó, khi vào tù có chó nào nhìn đâu, được đồng nào. Thằng Đào Anh Quân nó tăng cho một cái chức năng là thủ tướng Vũ Quang Thuận
Hiện nay ở Việt Nam mình là đang từ trong Nam mà ra ngoài Bắc là đang có một đội ngũ là mặc quần áo ngụy quân ngụy quyền ấy, chuyên môn tụ tập ở trên cái vùng ở trên cái dần là cái gì ấy, ở trên Lạng Sơn, tụ tập trên đó đang nhởn nhơ ngoài pháp luật, đang thách thức pháp luật, bắn chết mày ăn đi để làm gì. Tôi nói như nếu như nước Mỹ là nó bắn hết rồi, bắn chết hết rồi, không còn để làm gì đâu. Bọn này nó thiếu văn hóa, có ăn có học nhưng mà nó thiếu văn hóa, không hiểu. Khi mà chưa vào tù đấy là cái bọn này này là nó kêu rào chửi với kinh khủng lắm. Anh khi vào tù cái là đứa nào nó lên ngoan lắm, rắc đồng đội ở đâu là khai hết, khai sạch, khai là bị bắt để về để khai sạch ra để mà nhận khoan hồng của nhà nước mà, pháp luật mà, nên là khai sạch. Nói là anh đi biểu tình ôn hòa mà trong người nó đang dao găm này, đinh này, búa này, xăng này, dầu này, để đi đánh cảnh sát. Thế mà nói là anh biểu tình mà câu các bạn ý tưởng là cái bọn này là anh tranh đấu cho Việt Nam mình nhân quyền á, không có đâu. Cái bọn này là anh gây chiến tranh nhằm lật đổ chính quyền nhân dân chứ không có yêu nước yêu non hay gì hết. Cho nên cái bọn này á, càng càng tiêu diệt càng sớm càng tốt. Nên tôi đề nghị cơ quan pháp luật ấy phải mạnh tay với bọn này. Không mạnh tay với bọn này là không được, bởi vì ở cái xã hội bây giờ là trẻ con nó học nhanh mà nó không biết. Nó không biết là giặc là cái gì, thù là cái gì đâu. Chứ có người kêu gọi nói nó như thế thì nó nghe theo thôi, nó có biết cái gì đâu. Thì nó đi theo à. Rồi là khi ngoài đường ấy là biểu tình kêu hò hét kinh khủng lắm. Cái thằng Túc này bây giờ vào tù là chẳng có chỗ nào nhìn, bỏ rơi xã hội, bỏ rơi, thấy chưa. Cái này là cái bài học của chúng mày đó, làm sao mà chúng mày không học được nhỉ. Chúng mày phải học từ cái chỗ thằng Vũ Quang Thuận đi chứ. Chúng mày thích đi Mỹ à? Ở bên Mỹ nó đang muốn về Việt Nam không được. Chúng mày có nhìn những các cái video mà Mỹ nó đuổi người Việt Nam mình đi không? Nó không cho ở, đuổi đi rồi khóc mếu với nó. Mà những cái người đó, những cái tuổi là chỉ ở nhà trông cháu trong nhà mà bây giờ bị người ta đuổi đi, cái nhục không. Xin chào, tạm biệt mọi người nha. Có việc lúc khác tôi lại nói sau. Bye bye, chào khán giả của Việt Vision nha.